Thịnh Phát chào quý vị các bạn. Hôm nay Thịnh Phát đang làm mảnh tre trúc tại một khu du lịch Phú Thành. Khá đẹp anh chị em ạ. View rất đẹp luôn, trồng suối. Đây là một cái nhà cổ, chúng ta rất là hợp. Cái mảnh trúc không ra bò này rất hợp cho không gian nhà gỗ này anh chị nhé. Thịnh Phát đang lắp vào đây là 10 bộ cho xung quanh khung nhà gỗ này. Rất đẹp anh chị ạ. À, cái nhà tròi này thì nó là màu đen, nó kết hợp là màu sơn da bò.